Hello anh em, thì sau cái bài mà Vioxx và Avitoxin á, thì có một số anh em thì điện cũng hỏi mình là làm sao phân biệt được giữa vi khuẩn và virus. Thì vi khuẩn và virus thì y học cũng như thú y mình có tham khảo một số tài liệu thì cũng định nghĩa giống như nhau, tức là y học và thú y thì cho rằng là vi khuẩn với virus là khác nhau về kích thước. Thì kích thước của con vi khuẩn nó thường thường là nó rất là nhỏ so với con virus, từ 10 đến 100 lần. Nhưng mà cái này á, thì trong thú y thì mình không đi xét nghiệm được. Do đó là cái cách định nghĩa này gần như là mình đọc cho vui vậy thôi, chứ không có phân biệt được. Mà cái cách phân biệt mà đơn giản mà hiệu quả nhất là anh em phân loại theo nguyên nhân gây bệnh. Thì nguyên nhân gây bệnh gì thì nó sẽ do con đó. Ví dụ ở con gà thì nó có 5 cái nguyên nhân mà gây bệnh chính. Thì trong đó là gì? Có bốn cái con vi sinh vật và một cái là do cái dinh dưỡng. Thì đầu tiên á, là nguyên nhân gây bệnh là do virus. Virus thì anh em có những cái bệnh mà anh em nhớ, thì nếu loại bệnh đó thì do virus, mà bệnh do virus thì không trị được nha anh em. Không dùng kháng sinh được. Kháng sinh ở đây chỉ điều trị triệu chứng. Cái khác biệt giữa anh em thường hay mắc phải đó là điều trị triệu chứng và điều trị nguyên nhân gây bệnh. Thì khi anh em điều trị triệu chứng, tức là con gà sốt anh em cho hạ thuốc sốt, rồi con gà bị khò khè, bị đàm thì anh em cho thuốc tăng đàm, cái đó là anh em đang điều trị triệu chứng. Nhưng điều trị ở nguyên nhân gây bệnh, tức là anh em điều trị vào cái con vi sinh vật hoặc là vi khuẩn là đang gây bệnh đó, tức là khi mà anh em điều trị đúng cái nguồn gốc thì cái triệu chứng nó tự mất. Còn ở đây ví dụ như anh em đang sốt, sốt thì phải có một nguyên nhân gì đó, có thể là viêm, rồi có thể là thương hàn tụ trùng gì đó, thì sốt nó phải có nguyên nhân nào đó. Sốt chỉ là cái biểu hiện của một loại bệnh thôi. Thì khi con gà anh em đang bệnh, đang sốt thì anh em dùng thuốc hạ sốt là sai, tức tốc dùng thuốc hạ sốt là sai, mà mình phải biết là gì, nguyên nhân của gà mình bệnh cái gì để điều trị tận gốc. Đầu tiên á, là nguyên nhân là do virus. Virus thì sẽ có những cái bệnh mà anh em thường hay gặp, cái này là nói trên kinh nghiệm nha, chứ mình không có nói theo sách vở, thì mình gom gom lại cho anh em dễ nhớ. Nhất là bệnh mà do virus là dịch tả nè, cúm nè, IB, ILT, Gumbugo, Marek và đậu. Thì những cái con gà mình nó hay bị những bệnh đó, chứ không phải virus thì gây bệnh trên gà thì rất là nhiều rồi, như rota rồi đó. Nhưng mà những cái bệnh đó thì mình không gặp trên con gà của mình, nên mình không có nói tới. Còn những cái bệnh mình nói là mình đã gặp rồi. Còn vi khuẩn thì ta có gì? CRD, tủ trùng, coryza này, ORT, rồi thương hàn là do con Salmonella, E. coli, viêm ruột hoại tử và Campylobacter. Thì đó, một số cái bệnh đó. Thì vi khuẩn thì anh em chỉ cần dùng đúng cái kháng sinh, nó chỉ cần nhạy với cái vi khuẩn đó là anh em điều trị được bệnh. Thì cái này mình nghĩ là anh em sạch trên mạng rất là dễ. Ví dụ như anh em bị bệnh gì đó thì cứ sạch trên mạng cái kháng sinh điều trị bệnh đó. Còn riêng những cái thiêu dịch về 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 thuốc mà có thể trị được những bệnh do virus thì khó lắm. Ở trên người mà cái chủng mà điều trị virus mình thấy chỉ có vài loại và xuất hiện trên thị trường, nhiều nhất là acyclovir thôi. Nhưng mà thật ra là acyclovir sử dụng không có tác dụng, mình đã thử sử dụng rồi không có tác dụng, nên là anh em đừng có hy vọng bất kỳ điều gì ở cái thuốc mà kháng virus trên gà vịt hết. Cái chỉ duy nhất là anh em điều trị triệu chứng để cho nó qua được 14 ngày, tại vì cái con virus đó, anh em điều trị trong vòng 14 ngày thì cái vòng đời con virus từ cái lúc mà nó khởi bệnh, nó khởi phát, nó toàn phát rồi xong nó lui bệnh thì nó thường thường chỉ kéo dài trong vòng 14 ngày là khỏi. Nên là qua được cái giai đoạn đó là nó sẽ tự động là hết vòng đời, và cái con thú bị bệnh nó sẽ tự hồi phục. Còn thứ ba, nguyên nhân gây bệnh thứ ba đó là nấm. Thì nấm thì có gì? Nấm phổi, nấm diều, nấm ngũ tạng, vân 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 vân. Còn cái thứ tư là nguyên nhân về ký sinh trùng. Ký sinh trùng ở đây á, là có những cái bệnh ví dụ như là cầu trùng, đầu đen, ký sinh trùng đường máu,
và giun sáng. Thì anh em nhớ cái ký sinh trùng đường máu thực ra nó là sốt rét gà chứ không phải là nhiễm trùng huyết. Nhiễm trùng huyết nó là vi khuẩn à. Nhiễm trùng huyết anh em sử dụng kháng sinh được, nhưng mà ký sinh trùng đường máu nó là bệnh sốt rét gà, do đó anh em phải có những cái chế phẩm. Thì hôm nào mình sẽ làm những cái bài về về những cái bệnh riêng lẻ. Rồi tiếp theo cái nguyên nhân cuối cùng là nguyên nhân do anh em trong môi trường nuôi là nguyên nhân về dinh dưỡng. Thì những cái nguyên nhân về dinh dưỡng thì thật ra là nó chỉ là thiếu vitamin. Anh em trong quá trình nuôi anh em bổ sung vitamin là hợp lý nhất. Nhưng mà mình chỉ nói vậy đó, làm cái bài để nói anh em là hiểu thế nào là vi khuẩn và virus. Rồi xong đó sẽ là những cái bài về trị bệnh. Mà đa số những bệnh này là bệnh do vi khuẩn anh em. Còn bệnh do virus là thua rồi. Có thể là CRD, Coryza, ORT, thương hàn, E. coli, viêm ruột hoại tử, rồi sổ mũi gì đó. Thì anh em điều trị được. Thì mình sẽ làm từ từ mình sẽ làm những cái bài rồi về nấm, về cầu trùng, đầu đen, ký sinh trùng đường máu. Thì cũng là hy vọng là gì, anh em nhấn đăng ký theo dõi kênh của mình để mình ra được nhiều video hơn, để mình có cái tâm huyết. Anh em nào nhấn chia sẻ để anh em mình có cái tâm huyết để mình làm cho nó hiệu quả hơn. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video ha.